không may. Thật không may nếu ngày mai ta ra đi sớm tiếng càng tay. Hãy đánh thức dậy cô đâm đớm và thắp sáng thay cho đàn cày. Những điều nhảy, những bài nhạc chỉ còn để lại trên đường may, trên quần áo, trên thịt da và những nỗi đau của thường ngày. Ta muốn được bay lên thật cao và trong một bước lên mây. Trời mưa và trong đôi giày được thước nước ướt nên hay. Hôm nay đừng gửi dù một tin nhắn, lá thư dài dòng hay email, vì ta sẽ đi khỏi đây hôm nay và không cần ai phải đi theo. Mệt mỏi cứ đeo vào vai và em cứ ăn một cây, đời một giây được thanh thản. Con bướm này đột ngột bay, nếu quan tâm giúp ai hãy thoát qua ngày hành xác để chụp hình. Để xác bể nát một sức để phát chiếc áo khoác lát thật bực mình. Ta sẽ chờ mẹ phía trước với những lý do thật khó để trình bày. Dành cho em ánh hoàng hôn nó luôn thắp sáng mối tình này. Và với anh em chỉ có chết ta mới không thể được nhìn mày. Hãy để ta bước về với đất bình yên và xin lạy. Một ngày do rang rào lá, cuộc đời đồ đang người ta. Dù người gì đoán kêu xui vì là ngày 13. Buồn và bực thì ca, đường ngày đừng về vì xa. Chặng đường gặp gỡ mình cùng qua, cùng đời mình bè ca. Một ngày do rang rào lá, cuộc đời đồ đang người ta. Dù người gì đoán kêu xui vì là ngày 13. Buồn và bực thì ca, đường ngày đừng về vì xa. Chặng đường gặp gỡ mình cùng qua, cùng đời mình bè ca. Thật không may nếu hôm nay ta ra đi sớm lại càng hay. Hãy đánh thức dậy con sâu rớm với những khát khao còn tràn đầy. Với sự thật lấy buồn bực đấy ghi bằng mực giấy đã phực giấy. Dưới bờ vực thấy sâu thật đáy như ngủ và ngáy lòng bật dậy. Ta đi bằng đôi bằng chân, sống bằng đôi bằng tay và chết được hai lần. Để cho ngày mai thấy những ai tàn phai dần đời xoay. Ta ngay như phiến đá như không lung lay nhà diễn giả. Dù công chung hay là biển cả, dù con ông tung bay vào dĩ vãng. Ta không may hôm qua ta đã ra đi quá sớm còn lại đây. Lời bài nhạc sẽ mãi được hát như mới cách đây chỉ vài ngày. Sẽ không còn ai đang thay từng đêm và đến những nơi ta hay ngồi. Sẽ không còn mơ, sẽ không còn nhớ được biết lúc đấy đã say rồi. Còn dùng bữa trưa vừa giữ mưa, thời tiết là một câu hỏi hay. Nắng vác ánh chiều sẽ nát cánh diều đang được gió trời thổi bay. Có khi nào ta muốn được rời khỏi đây, trước khi trời sáng, trước khi trời tối, trước khi cuộc đời đổi thay. Một ngày giờ rày rời lá, cuộc đời đo đầy người ta. Nhiều người gì đoán kêu xui vì là ngày 13. Buồn và bực thì ca, đừng ngày đừng về vì